Thưa quý vị, Quận Chính Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Quận Chính Hưng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và các kế hoạch có liên quan đến công tác cải cách hành chính, đạt kết quả 29 trên 29 nhiệm vụ. Trung tâm hành chính ngày càng được nâng cao, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết tại các đơn vị thông qua thực hiện cơ chế một cửa. Với kết quả đã đạt được, Quận Chính Hưng được đánh giá xếp hạng 2 trên 8 trong cụm thi đua Đồng Tháp 10. Thời gian tới, các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác phối hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công tác cải cách hành chính. Dịp này có 6 tập thể và 13 cá nhân được nhận khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023.